Người trở lại kênh của mình nghe. Mọi người nãy giờ là mình đi kiếm chủ chạy chuột muốn mệt luôn. Thì hỏi hỏi mẹ bé Quy thì nói đi mò ốc rồi. Nè, đi vô tới đây thấy ngồi mò hồi lần hộp ở trong cái đì sen này nè. Hỏi mò ốc ở đâu, mò ốc trong đì sen. Đi vô. Rồi chạy từ nhà vô tới đây không muốn muốn xỉu. Thì như mọi người cũng biết á là bé Quy á nó hay đi mò cua bắt ốc gì bắt kiếm tiền cô mẹ nó. Đi câu cá nè, một cua bắt ốc tối ngày luôn. Anh chị em nào mà xem tớp tớp của mình nhiều á là anh xem sẽ biết à. Coi cái Quy đứng đó kìa, chẳng biết bắt được nhiều không biết. Chạy từ ở ngoài nhà vô tới trong đây xong là muốn sen ten luôn. Nó đi hồi nào không biết, đi hồi năm hồi sao mà nó hồi sao nó bắt bưng gì nổi nè. Nè, bình thường á, kêu đi á, là sẽ nói với chú bà xe tơi để chú bà xe tơi đi chung với con. Tại vì mình hay thường đi bắt phụ bé lắm. Ở đây mình ít đăng, chứ bên tiếp tiếp mình đăng hoài à. Kìa. Đó. Biết bữa nay ai mua không biết. Thôi Quy, dạ. Con đi hồi nào vậy trời, trời kiếm con mệt á. Dạ con đi lúc mà con đi học về luôn á. Mới đi học về con đi sao chú nói là đi dặn lỡ có đi mò ốc hay đi đâu đó, thì đi kêu chú đi theo, đỡ nó nguy hiểm mà. Dạ tại vì nó là con đi tìm chú mà con thấy chú nhà luôn á. Đi tìm không thấy hả? Không dạ, thấy thì đợi trời. Con có nói với mẹ con chưa? Dạ có rồi. Hèn chi mẹ nó chỉ mà. Con nói mẹ là ra đìa sen bắt phải không? Dạ. Trời bữa nay đi bắt mấy ký nữa? Dạ bắt 5 ký. 5 ký nữa hả? Dạ. Này là chứ này là bán 1 ký nhiều. Dạ 1 ký 20. 20 hả? Nãy giờ mò được nhiêu hả? Trời cu nhỏ xíu cũng mò luôn hả? Ủa, ủa luôn. Bá bu vàng luôn hả? Bu vàng luôn về cho chuột. Về chuột hả? Dạ. Rồi xì lủng đâu không đi với con, hai chị em đi đi dù gì chị của chị cũng lớn còn ngồi con bưng gì nổi không? Dạ con cũng không có biết nữa. Không biết luôn hả? Dạ. Đây do cái heo này nó bự rồi, nếu là heo là con khi không có nổi. Đầy thao là khi không nổi đúng rồi, đầy thao đầy thao là cả chục ký chứ. Hay đi tí chú xuống bắt phụ con. Mệt chứ, để chú nghỉ mệt xong đi xuống bắt phụ cho. Ôi nuốt hù ngay đi sen nữa, đi sen này không có sen chứ. Có mấy bốc sen già kìa. Mệt xỉu luôn Quy ơi, Quy lần sau đi làm ơn. Con đi á là con phải để đi chú đi nữa chứ. Mọi người ơi. Ít bữa nữa là đi phẫu thuật rồi mà giờ chậm mình gì nè. Đó, mò nãy giờ được có nhiêu tầm ký gử hay ký gì. Thôi để mình nhảy xuống. Mình mà phụ bé Quy luôn mọi người ơi. Mọn tay luôn. Nhiều hay nhiêu. Đây. Mình chú mà phụ con luôn. Ốc dễ mò mọi người, ốc tại nó ở một chỗ mà. Nè theo mấy kẻ này nè trù lụm luôn. Nó nói rồi đi đâu là cũng phải nói với chú. Bộ bữa nay nè mẹ con có nói gì không mà con đi mò vậy? Dạ không con. Cái đây là con làm sao? Dạ con nghe mẹ con hiên hết tiền á cho con đi mò à. Nữa cũng than nữa cởi mẹ thì lâu lâu mẹ than vậy thôi chứ chắc gì mẹ hết. Chuyên gia luôn mẹ mà than giảng cái chuyện cái là đi liền. Anh này anh hiểu chuyện không rồi. Mò được mớ. Lại mấy cái mé bao này mò nè. Đây này, 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 này. Nè, ốc, ốc quá. Mấy con cá ở trên bờ đó. Nó bị ngỡm. Xình. Xình hết trơn luôn. Mấy cái hàng này có cá lóc rồi. Nói gì hai chú cháu mò luôn. Trời mò người ta mua mấy ký? Dạ 5 ký. 1 ký nhiêu? 1 ký 20. Ký 20 hả? Dạ. Ký 20 rồi giáp đi tới đây mò luôn. Lỡ mò không đủ 5 ký rồi người ta mua không? Hay là bắt được nhiêu người ta mua nhiêu? Dạ. Ôi trời con cua trong đây trời ơi. Ăn cua không? Không phải gì bé Quy nó bắt cua nữa kìa. Bắt cua luôn hả Quy? Có gì bắt đó hả Quy? Dạ có gì bắt cái đó. Nè ốc quá trời luôn rồi. Có cái bự là bắt cá bự luôn. Cá bự bắt bự luôn hả? Hồi nãy đi được cái Quy đập quả. Hồi nãy anh vượt cá phi hả? Dạ nó đập quả nó đủ thứ màu hết trơn. Gì cá phi mà đủ thứ màu? Nhìn nó có khác những cái luôn đó. Bắt này là gì dâu liền hay gì Quy? Dạ gì dâu liền luôn. Ủa, đây nè, đây nè. Cái cây này nhiều nè Quý, Quý, Quý. Gỡ nè con, kìa. Đúng rồi. Nè. Ủa,
vô bánh rồi. Lấy đi chú dở lên cho con gỡ. Còn đây nè, còn dưới đây nữa quý. Có thấy nhỏ cho hiểu chuyện đó nha. Gánh vác gia đình. Ê, con cá bự. Từ từ con ơi, cá gì nè. Im nha. Từ từ quý ơi, lại chụp đuôi nó quý ơi. Nghe ba chặn đầu nè, thấy mọi người. Cá lầu kiến. Dính. Bò lấy cái kia quá trời ốc luôn nè. Bò lẻ gì con ơi. Anh chị em nào mà theo dõi mình thường xuyên sẽ thấy cái này. Chuyên gia đi một cua bắt ốc. Có không? Bắt cái này tới gì được nhiều không biết. Cái này đây quá trời. Nó bu vàng vậy cho chuột ăn hả Huy? Dạ. Mấy cái đầu sen nè mọi người. Trời ơi, có mấy cái sen kia nó già uổng cái ghê luôn không ăn kìa. Có mấy hộp sen nó già uổng quá. Uổng ghê luôn, để hồi kiếm cây có không. Xin ta. Ông chủ nãy ông chủ đứng tới bên đây nè. À, chú đi chú thấy ông chủ sen. Có hỏi ông mới chỉ nguy trong đây nè. Ủa bài lồng rồng nữa kìa. Này lồng rồng nè. Ủa dưới này mọt ốc nhiều lắm Huy ơi. Mua đụng đầy vỏ chân nè. Ốc bự bự con ngon không mọi người. Bây giờ anh chị em cô chú nào có mua mà ở Sài Gòn ở BCT sẽ đi ấy nha. Mò giùm bé Huy mọi người. Sao mau nhanh mau gì giờ này 4 mấy rồi. Ô lặn xuống luôn. Ồ. Lặn xuống mới tới hả? Cô chú hỏi con biết lội chưa Huy? Dạ biết rồi. Biết lội hả? Biết lội cũng đỡ nhưng mà đừng có ỷ lại nha, đừng có ra chỗ sâu quá, lội lâu nó đuối nha. Quá trời đi luôn nè. Một ngày đi theo chủ chạy chuột. Người tay trái là người tay trái không à? Người chính là nuôi chuột hả Huy? Anh ở với mình chứ anh về nhà anh phụ mẹ anh tối ngày đó. Chỉ tối này kia đi học này kia thì ở với mình. Sáng đi học mọi người cầm 20.000 về mình cho đi học. Cái hỏi mẹ ơi mẹ có tiền ăn sáng không? Cho mẹ nè. Đó, sáng nào đi chưa? Anh nói mở thì bé Huy thì ngủ nhà mình. Sáng là mình cho tiền đi học. Cái gì à? Mẹ có tiền sáng chưa? Cho mẹ tiền sáng nè. Rồi lớp mẹ con ăn rồi tiền đâu con đi học. Dạ, tiền nhịn. Nhịn luôn hả? Dạ. Hồi năm lúc một là chú cho tiền ít là 10.000 cái đủ sáng. Buổi sáng là con cho mẹ con 5.000, con 5.000. Ghê vậy? Ghê không mọi người? Còn không là cho 10.000 luôn. Cho mẹ 10.000 luôn hả? Dạ. Sao mẹ con nhịn đói hả? Ông là chú mới nói con là đừng cho mẹ nữa. Đúng rồi, tại mẹ luôn. Mẹ của con thì là quên mày. Mẹ con bị quên luôn rồi. Có nhiều. Đó cho nên là cái này. Chắc này là mình phải gác điện thoại qua đi mình mò cho nó mau đầy mọi người ơi. Chứ để mình mò tay lâu quá lâu rồi. Phụ với Huy cho nhanh. Anh chị em nào có mua ốc thì liên hệ với Huy nha. Liên hệ BCT á. Đó, ít bữa anh đi phẫu thuật rồi. Mà nay còn phải lặn lội đi nghe mẹ than nữa. Quá trời ốc luôn. Mọi người sen đẹp không? Ây da, gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. Nó đã bùn không? Cảnh rất là đẹp, hoàng hôn.
Thôi giờ mình sẽ gác cái điện thoại qua bên để cho để mò phụ với Quy mới được mọi người ơi. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người ở một cái video sau nha mọi người.